bây giờ bắt đầu livecam trình diễn bay trên không để chiếu ánh sáng rồi vậy. Tối nay đông quá đông rồi, khu vực quảng trường cũng không có chỗ chen luôn, cả dưới biển cũng có chỗ chen luôn nữa, dưới biển cũng đông nghẹt luôn nè. Thôi em phải đứng tuốt từ xa sân khấu kia này. Bãi biển mà nó cũng đông như này, không có chỗ chen thì khu vực ở quảng trường thì chắc chắn ở khu vực sân khấu là phải những người đi sớm mới có thể ghé được các vị. Đông quá là đông luôn. Biển người luôn, đông chưa từng có. Cái kỳ lễ festival lần thứ 10 năm nay rồi, nó đông kỷ lục hơn năm 2019 luôn á. Thank you.
Thank you.
rồi, khu dưới biển không có ngõ chen chân luôn quý vị ơi. Rồi, nó đông kinh khủng. Cái này đi xem người với nhau nè. Đông khủng khiếp luôn. Chưa từng thấy luôn á. Rồi đúng năm nay festival lần thứ 10 nó có khác luôn quý vị ơi.
Mô Naga vậy. Một di tích nổi tiếng thời Champa của Nha Trang. Diên Khánh thời của vua Nguyễn Ánh. Mấy trai mà mắt hoa Trầm Hương, một biểu tượng của Nha Trang Khánh Hòa, xứ trầm biển yến. Wow, kiểu 3D đẹp ghê luôn người ơi. Sân bay nữa cơ, có một sân bay với thằng Vinh luôn. Nha Trang Khánh Hòa chạm đến trái tim, đẹp quá. Tòa nhà có tầng chạy dọc trên con đường biển Trần Phú của thành phố Nha Trang. Thôi được, thằng nào diễn em được, mình cũng đỡ cái tiền mình bỏ ra. Bay được luôn, máy bay bay được luôn.
hình ảnh của Vinpearl bên đảo Hòn Tre của tập đoàn Vingroup về. Đó là công trình trên Flycam. Rồi công trình thực tế bên kia vậy đó, đó Vinpearl bên đó đó. Rồi coi mỗi cổ luôn á. Rồi Khánh Hòa khá vọng phát triển rồi, quá là đẹp. Em gặp lại tối mai tiếp tục quay tiếp, tối mai vẫn còn luôn ạ.